Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng việc các cơ quan tiến hành tố tụng, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng để tung ra luận điệu sai trái, xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam là chiêu trò lặp đi lặp lại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Trên thực tế, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mà đảng ta đang nỗ lực thực hiện mang lại nhiều kết quả to lớn và toàn diện. Mời quý vị cùng nhìn nhận sự thật này. Trước hết, cần khẳng định việc kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là quan điểm nhất quán xuyên suốt của đảng ta xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra điều này cũng xuất phát từ vị thế uy tín của đảng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ đòi hỏi công tác xây dựng đảng ta trong sạch vững mạnh đủ sức chèo lái con thuyền cách mạng việt nam việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không làm cho nội bộ mất đoàn kết mà góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các cương lĩnh điều lệ của đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Gần đây, khi cơ quan tiến hành tố tụng điều tra làm rõ những vụ án lớn, một số đối tượng phản động quy kết rằng cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng đang làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế. Chúng cho rằng cuộc chiến chống tham nhũng rộng khắp của Đảng Cộng sản Việt Nam đang khiến cho nhiều giao dịch kinh tế bị tê liệt, có thể ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm xuất khẩu, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Âm mưu của những đối tượng này là nhằm gây ra tình trạng nghi ngờ, hoang mang, gây lầm tưởng, tham nhũng xuất hiện là do chế độ một đảng lãnh đạo làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ kích động chống phá đảng nhà nước ta. Thực tế, cần phải nhìn nhận rõ với sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt trong cuộc chiến chống tham nhũng của đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự ủng hộ của nhân dân. Cuộc chiến này đã có chuyển biến tích cực rõ rệt và mang lại những thành quả quan trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã nhấn mạnh, càng đế mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, đảng của chúng ta càng mạnh lên, càng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ, làm cho bộ máy trong sạch, siết chặt kỷ luật kỷ cương, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại đồng thời bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, phe cánh, làm nhục chí những người khác. Quan điểm này tiếp tục được cô động trong cuốn sách của Tổng bí thư có tựa đề Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân Đồng Nai và cả nước đông đảo bạn đọc liên tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự si lãnh đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và cho rằng đây là một cuốn sách rất có giá trị những bài viết trong cuốn sách thể hiện tư duy sắc bén nhãn quan chính trị vượt trội của tổng bí thư về vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là phòng ngừa từ xa từ sớm mà trọng tâm là xây dựng chỉnh đốn đảng và đặc biệt là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên tức là trị tận gốc tham nhũng tiêu cực